Ở Hội An, có những câu chuyện tưởng đã dị vãng xa mờ. Có những con người ngỡ là đã cũ như mái ngói rêu phong. Có những bài ca mà ngay từ lúc mới ra đời đã trở thành hiện tượng. Dẫu thời gian như cơn lốc đi qua, dẫu phút xưa xe ngựa lẫn khuất bụi hồng, nhưng bằng cách nào đó, người Hội An vẫn lưu giữ cho mình những giá trị đẹp của cuộc sống từ hàng trăm năm trước, và tiếp tục thắp lửa để gieo vào lòng nhân dân những ngọn nến lung linh, ấp ủ, khát vọng, giữ hồn cho phố. Chiều về Hội An, mênh mông, hai bên đường gió cao, dì rào hàng cây, trong gió sông. Kể từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhân loại, người Hội An đã có nhiều động thái nhằm làm sống lại phố xưa thương cảng sầm uất một thời. Những trò chơi dân gian xưa được khôi phục, những làng nghề thủ công rộn ràng đón khách ghé thăm, những tour du lịch dân dã đồng quê được thiết kế bên cạnh những hoạt động văn hóa nghệ thuật có chiều sâu, có chất lượng, được thể hiện giản dị mà đi vào lòng người. Tất cả đều góp phần làm nên một Hội An đầy sức hấp dẫn trong lòng du khách bốn phương. Du khách trong và ngoài nước đến với Hội An luôn được dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác. Đâu chỉ là những sản phẩm văn hóa du lịch được tận mắt thấy tay sờ, những trải nghiệm cuộc sống được bày ra một cách tự nhiên, dẫn dụ du khách tự khám phá và tự thể hiện mình. Mà ẩn sau mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động luôn có một câu chuyện đầm sâu, mang tính gợi nhớ, ấp ủ khát vọng, dù là ít ỏi, giản dị, nhưng lại thể hiện ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị sẵn có mà cha ông đã gầy dựng nên cho phố. Thật ngạc nhiên khi người Hội An đã biết tận dụng những không gian cổ xưa nằm ngay trong lòng phố, hoặc những vùng ngoại ô, bàn bạc, chốn quê mà lại rất Hội An, để thể nghiệm và thực hiện nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch. Quả nhiên, khi hướng cái nhìn ra bên ngoài khán phòng sân khấu, khi biết tận dụng sự quyến rũ vốn dĩ của phố để thể nghiệm và thực hiện nhiều chương trình, hoạt động định kỳ hay thường xuyên, thì ấn tượng mang lại thật lớn lao. Chúng tôi đã từng ngất ngây vì được sống trong không khí một thời quá vãng tuyệt đẹp của Hội An, trong chương trình trình diễn trang phục Hội An xưa, trên những con đường trong phố. Ở đó có bóng dáng của ngựa xe gõ vào mặt đường, những âm thanh lóc cốc, có những bộ trang phục nam nữ, những năm xa lắc xa lơ, mờ ảo trong hiệu ứng sân khấu, làm mê lòng người xem. Có tiếng sao khuya của các bà, các chị như động lại trên mái ngói âm dương chùa cầu. Có những mặt khách, tao nhân ung dung trên những chiếc xe kéo thảnh thơi ngắm phố về đêm. Mỗi lần đến với Hội An, thế nào chúng tôi cũng thả những bước chân đến bên chùa cầu, dẫu cho trăm năm vẫn cứ chùa cầu, ngàn năm vẫn cứ một màu rêu xanh. Nhưng lạ thay, trong cái không gian bàn bạc cổ xưa ấy, mỗi lần đến lại, một lần nhìn thấy một cái mới hoài niệm mà người Hội An đã cố công kiến tạo nên. Khi là một lớp học dân ca cho trẻ em ngay cạnh chân cầu, lúc thì những điệu hò mang mát vọng tới từ sông Hoài lung linh huyền ảo. Thêm vào đó là những mẹ, những chị với những mẹt trái cây, quăng gánh, làm sống lại trong ký ức mỗi người hình ảnh ấm áp về mẹ, về bà, một đời gánh trên vai những nhọc nhằn nuôi con không lớn thành người, và những em bé hồn nhiên với những tràng hoa đăng trên tay soi rọi nét trẻ thơ trong trẻo, làm lưu luyến bước chân du khách. Còn bây giờ, cũng ngay tại vòng cung chùa cầu ấy, trong không gian cổ xưa ấy, du khách lại được thưởng lãm một chương trình mới mang tính thử nghiệm, nhằm tôn vinh những đóng góp của các nhạc sĩ là người con phố Hội sông Hoài, hoặc các nhạc sĩ có tác phẩm viết về phố sống mãi với thời gian. Chúng ta hình dung phố cổ Hội An về đêm, đó là một cái đường phố, một đường phố với nhiều cái sân khấu, với nhiều cái sân chơi. Thế thì trong cái định hướng, trong cái chủ trương xây dựng Hội An có những sự kiện đường phố hàng đêm, thì đây cũng là một trong những ngoài những mục đích bên trên,
Đây cũng là một trong những cái sản phẩm du lịch văn hóa mà chúng tôi nghĩ rằng cũng đáng để trân trọng, đáng để giới thiệu với công chúng, trong đó kể cả khách du lịch. Thì có lẽ với một cái điều kiện của cái không gian Hội An, trong điều kiện những cái nhân tài vật lực của Hội An, thì chúng tôi lại tiếp tục nghĩ đến là phải tôn vinh những cái tác phẩm của các văn nghệ sĩ không phải người Hội An nhưng có tác phẩm hay về Hội An. Thì tôi nghĩ với hai cái việc đó, với hai cái mục đích đó, với hai cái đối tượng đó, thì tôi nghĩ sẽ làm cho phong phú cái đời sống tinh thần của người dân Hội An trước hết. Cái thứ hai là chúng ta cũng góp phần để tôn vinh các cái tác phẩm và tôn vinh các văn nghệ sĩ đã có những cống hiến cho đời, cho thành phố. Người đầu tiên được tôn vinh là nhạc sĩ quá cố La Hối, người đã để lại cho đời xuân và tuổi trẻ mãi mãi vang lên trên mỗi con đường, góc phố, mái nhà mỗi độ xuân về. Tuy nhiên, theo ông Võ Phùng, khi bắt tay thực hiện chương trình đầu tiên về nhạc sĩ La Hối, đã gặp không ít khó khăn trong việc sưu tầm tư liệu, dàn dựng tác phẩm và thực hiện một clip chân dung về ông. Bởi nhạc sĩ La Hối hy sinh lúc mới tròn 25 tuổi. Ông bị hiến binh Nhật Bắc và hành quyết dã man tại chân núi Phước Tường khi đang cùng các đồng chí trong Hội Yêu Hòa Bình tổ chức hoạt động chống phát xít Nhật. Tác phẩm của ông để lại không nhiều, chỉ có Xuân và Tuổi Trẻ cùng ba ca khúc mới vừa được gia đình công bố, đó là Gió Thiên Liêng, Thanh Niên Lên Đường và Xuân Sắc Quê Hương. Tác phẩm rất nhiều nhưng mà viết những cái trường học nhiều, nhưng cái bản mà chung Tuổi Trẻ là đặc biệt. Ông cái bản cuối cùng của ông viết lại cái ba căn nhà đây, nhà đây 91, 93 và 95, lại căn nhà bây giờ ông cầu cho mình này, cái nhà gia đình, đại gia đình tôi ở đây, thiên tài sản ở chung, ra đời cái bản nhạc chung của Tuổi Trẻ này, đây có biển này. Ông biết cái bữa nay là đụng là mùa xuân. Mùa xuân. Ông biết là ông biết chữ số rồi sao mình ông biên qua xin ta. Rồi sao mấy ông cho họ ăn mỗi người một tờ đây. Rồi xa rồi ông vừa. Ông vừa chữ Pháp bây giờ ông để ông đặt cái tay bản nhạc là Dinh Tâm Eranet, tức là chung rồi thanh niên. Ông Lai Gia Quảng, cháu gọi nhạc sĩ La Hối bằng chú ruột, cho biết lúc ông ở tuổi 18 thì chú ông đang ở độ tuổi sáng tác sung mãn nhất. Ca khúc Xuân và Tuổi Trẻ là sáng tác cuối cùng ông để lại cho đời. Vào thời kỳ ấy, nhạc sĩ La Hối vừa nghiên cứu âm nhạc cổ điển Đông Tây để bổ sung kiến thức âm nhạc cho mình, vừa truyền thụ âm nhạc cho học trò Hội An và tích cực thành lập một nhóm nhạc Hội An vào mùa xuân Nhâm Ngọ năm 1942 có tên gọi Société Philharmonique. Hội yêu âm nhạc do La Hối làm hội trưởng, rồi lập một phòng hòa tấu thường xuyên trình tấu những tác phẩm cổ điển như Serenade cảnh Mexico của Toscanelli, Chiều ở Viên của Beethoven, Valse của Những Đôi Mắt Đen. Ông Lai Gia Quảng cho biết, ca khúc của nhạc sĩ La Hối thường ngắn gọn, lời ca súc tích và chủ yếu với trên điệu van quyến rũ. Khi nhạc sĩ La Hối hy sinh,
nhiều tác phẩm âm nhạc của ông bị hiến binh Nhật tịch thu. Số còn lại sau này qua nhiều lần lũ lụt bị nước cuốn trôi. Thì bây giờ âm nhạc thì bây giờ nó bao la, nó nhiều thể loại, nhưng riêng cái bài Sương Mù Tuổi Trẻ thì dường như trong phố cũng như là những người trong nước và ngoài nước hoặc là những tỉnh bạn đều biết cái bài này, và người ta cũng thường hát ở mỗi dịp xuân, và nó rất là rộng rãi ở những công chúng cũng như là trường học, cũng như là nơi cộng đồng, cũng như là chỗ về văn hóa đồ, là thường xuyên có những tác phẩm này và hay có những cái đêm diễn. Rồi mình thấy là những cái bài nhạc nó tươi trẻ, nó là mọi tầng lớp người ta cũng đều thưởng thức và hát. Những cái bài nhạc ngoài Xuân Mùa Tuổi Trẻ ra cũng có nhiều cái bài viết những cái giai điệu, tức là khi mình chơi lên mình thấy nó rất là sao, mình cũng rất là thích. Thế là thì như ba rồi đến mình rồi các anh em cũng đều chơi nhạc được, thì chắc cũng là đó là một cái truyền thống. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị nội dung, nhưng với sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của gia đình nhạc sĩ La Hối, một gia đình có nhiều thành viên tiếp nối truyền thống âm nhạc như tay piano cự phách La Gia Quảng của nhóm nhạc Côn Đảng xưa, cây organ có tên tuổi của phố La Vĩnh Hoàng, La Vĩnh Sơn và những giọng ca La Anh Thư, La Thiên Thùy. Cùng với sự cố gắng hết mức của anh chị em cán bộ, nhân viên, diễn viên Trung tâm Văn hóa Hội An, chương trình đã gây được ấn tượng tốt với người xem. Đêm nhạc La Hối, ngoài 4 ca khúc nói trên, còn có một số tác phẩm âm nhạc của những người từng được họ thọ giáo bậc thầy La Hối. Đó là các ca khúc của La Xuân, Lê Trọng Nguyễn, Dương Minh Ninh, cùng một phần thời gian dành cho khán giả thể hiện ca khúc mình yêu thích với cùng dòng nhạc của chương trình. Bên cạnh đó, thông qua ký ức của những người cùng thời hoặc từng được nhạc sĩ La Hối truyền thụ kiến thức âm nhạc tại Hội An những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ 20 như Trương Đình Quang, Hoàng Tú Mỹ. Chân dung một nhạc sĩ tài hoa được gợi lại, khắc họa sinh động, giúp người xem hình dung rõ nét hơn về một thời sôi nổi của âm nhạc và về một con người đam mê âm nhạc, có khát vọng cống hiến hết mình cho hòa bình và âm nhạc. Được nhắc đến và được ưu ái tổ chức cái đêm tri ân nhạc sĩ La Hối, đồng thời tri ân và vinh danh của các nhạc sĩ khác ở Hội An, thì quả đó là một niềm tự hào với chúng tôi, những người đã và đang làm công tác âm nhạc của thành phố này, một cái thành phố mà có một cái lịch sử và truyền thống với âm nhạc. Hồi cái thời mình còn nhỏ thì chúng tôi được biết ông La Hối, chứ còn nó không tiếp cận được với nhạc sĩ La Hối, thì ông là chúng tôi coi ông như bậc tiền bối và coi như bậc thầy của cái phong trào âm nhạc của Hội An. Rồi cái cùng thời đó còn có những nhạc sĩ khác nữa cũng là những bậc đàn anh của chúng tôi, như là nhạc sĩ La Xuân, cũng có bà con với ông La Hối cũng dòng tộc, rồi nhạc sĩ Vương Quốc Mỹ, sau này ông đi Hà Nội ông cũng dòng nhạc sĩ Hội An, rồi anh Lê Trọng Nguyễn, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, nhạc sĩ Dương Minh Ninh và nhạc sĩ Dương Minh Hòa đó, những vị đó là những đàn anh đi trước, còn chúng tôi là những người kế thừa bước tiếp theo. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới,
duyên để lòng tổn thương tình mê đắm. Ta chết vui, ta chết vui đời xuân thắm tươi, xuân thắm tươi em tung bay cao tít trời, vui sướng đi cao tít ca mừng vui reo. Cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ca thắm tươi, khi xuân đi hòa muôn sắc hoa, khi xuân đêm đêm muôn tiếng ca. Về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Chiếc vui đời xuân thắm tươi, xuân thắm tươi em tung bay cao tí trời, vui sướng đi cao tí ca mừng vui reo, đừng để lòng hôn thương tình mê đắm. Ta chiếc vui đời xuân tươi, vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân vì hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Xuân từng người ngày tháng tươi bên đời xuân mới, về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Từ thành công bước đầu của hoạt động nghệ thuật mang tính thử nghiệm này, bằng hình thức thể hiện giản dị mà sâu lắng, sẽ có nhiều nhạc sĩ và ca khúc viết của Hội An được giới thiệu, tôn vinh, góp vào khu vườn đầy màu sắc của hoạt động văn học nghệ thuật ở phố cổ Hội An, một nét xao xuyến, dịu dàng của âm nhạc. Đó có lẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho những người Hội An mang khát vọng giữ hồn cho phố đến mai sau.